Vô mạnh ở kia. Một, hai, ba. Anh đã bảo em à, lấy cái mò câu thôi. Mò câu thì làm gì có anh, có mới tìm thấy mấy cái này thôi. Thế này rách hết rồi thế này. Mày là anh, có mặc sẵn một cái quần ở trong. Nên tiếp, nên tiếp, nên tiếp, anh ơi. Thôi thôi, lại rách hết rồi. Đây các bạn ơi. Tặng quần. Thôi rồi. Tặng em, tặng em. Em không nói đâu. Không, không. Cậu có thích chơi không? Đi, đi, đi. Hàn Sam, Hàn Sam, Hàn Sam, dừng lại. Nếu em không muốn rách quần giống bọn anh thì chơi. Hàn Sam, Hàn Sam, tại gấu đỏ lăng mông quá, chứ cậu nhẹ chắc không việc gì đâu. Lên đây, lên đây, lên ngồi đi, tớ kéo. Nào. Ôi trời ơi. Thế nào? Nó khủng như thế này thì làm sao mà ngồi được? Mà thôi, hay bọn mình chơi trò khác đi. Trò gì bây giờ? Thôi, 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 đừng chơi cái trò này nữa. Chơi cái trò này tốn quần lắm. Nếu mà anh chơi một lúc nữa chắc phải rách 10 cái quần như thế này. Về mà anh có mà đánh nát mông. Hay là anh em mình làm cầu trượt đi. Cầu trượt trượt rất là thích mà lại không bị rách quần, được không? Làm cầu trượt hay đấy anh ơi. Được, được, con đi vừa đây, tớ kéo cậu về làm cầu trượt. Nhanh, 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 nhanh. Nhanh lên. Thôi, tớ đi bộ về cho lạnh. Các bạn ơi, ơn quá đúng không? Bây giờ thì chú đang giúp chúng mình ấy phá cái bể bơi du lịch đây này. Wow, cũng rất là buồn đúng không? Đúng rồi, buồn nhưng mà thôi, làm cái khác. Buồn nhưng mà cũng khá là vui bởi vì chúng mình sắp sửa đón chào một món đồ chơi mới. Hà Sam ơi, phá bể bơi đi là đúng rồi đấy. Bây giờ sắp mùa đông rồi, còn bơi lội cái gì nữa? Gì có bể bơi mà bơi. Thế thì lúc đấy mình phá cầu trượt làm bể bơi. Mình sẽ trang trí cho nó thêm một lớp màu để cho nó đẹp hơn các bạn nha, nổi bật hơn nè. 1, 2, 3. Wow, các bạn ơi. Cái váng trượt này. Wow, trơn láng luôn này các bạn ơi. Rồi, rồi, rồi. Thế nhưng mà đây, ở đây vẫn còn thiếu này các bạn ơi. Còn thiếu đã có rồi là Trâm ơi. Anh đã chuẩn bị rất là chú đáo. Ui, được đấy, được đấy. Rồi, chỗ này thì chúng mình sẽ phải nối thêm vào các bạn nha. Và bắn thêm ốc để cho nó chắc chắn hơn. Ui, ui, ui. Nhìn đã mê rồi anh gấu đỏ ơi. Đập đầu vào đây à? Không, em vui quá anh ơi. Đây, để mình review giới thiệu cho các bạn xem chiếc cầu trượt có 102, 201 đấy nhá. Đây, đây chính là cái kiểu như là cái
ván trượt, máng trượt, máng trượt các bạn ạ. À, nhắn nhủ nha, trơn láng như thế này á, đảm bảo trượt một phát ấy là phê chưa kéo dài luôn. Đấy. Bên này thì có một cái hình hộp thì chúng mình đã trang trí là một mặt là hình Elsa và Olaf các bạn ạ. Đây, fan của Elsa thì nhớ like nhá. Đây chính là lối đi các bạn ơi. Chúng mình ấy làm cái lối đi này hàn rất là chắc chắn luôn các bạn ạ. Đây. Ui, chắc chắn lắm luôn ấy. Còn bên này Húc, Húc thì rất là dũng mãnh và điều đặc biệt là ở đây. Nếu mà chỉ làm cầu trượt không ấy thì quá bình thường. Thế nên chúng mình đã thiết kế ra một cái hồ bơi ở bên dưới các bạn ơi. Để nếu mà trượt ấy, trượt thẳng vào hồ bơi luôn. Không đau. Quên đi. Bạn ơi, cái bóng này là bóng bóng rất là nhẹ nên là không hề đau nhá, mà chơi rất là vui. À ta quên đi rồi, bây giờ anh em mình trượt thôi. Ten 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 ten. Ui, cao. À, cao thế các bạn ơi, cao cả. Ui. Xuống đi, xuống đi anh em ơi. Ra cho con đi tụi ra. Qua đâu. Đến đây đây, đến đây. Ôi hồ quá các bạn ơi, không biết là trượt thế nào đây. Xuống đi. Mát không các bạn ơi. Trượt cực kỳ thích luôn các bạn ạ. Ôi. Các bạn đừng tiếc mà cho chúng mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhá. Ê, và quần áo nó ướt trơn tròi như... Quần áo ướt bây giờ trơn tròi, thích lắm các bạn ạ. Thích lắm anh ơi. Ma sát của Hà Tam, quần Hà Tam hơi nhiều ma sát, vẫn chưa trơn tròi trong quần íp thể hiện đây. thích lắm. Lên tiếp đi Hà Tam ơi. Em sợ em mình á, kiểu như là trượt nhiệt mạnh quá đâu hết nước. Quần híp lên là làm cũng trượt từ tuổi luôn. Đây. Đây nha các bạn nha, mình quay góc này các bạn. Phê. Hà Tam. Em. 1, 2. Đến lượt mình các bạn ơi, đây. Lên này các bạn ơi. Nào. Đỡ lại nha. Đỡ nào. Em bảo này nha, cái này của anh em mình ấy là chơi được rất nhiều trò luôn nhá. Vừa trượt đúng không? Lại vừa được tắm đúng không? Đấy, mùa hè chơi quá đỉnh luôn anh ạ. Anh em cùng trượt nhá. Đừng có ôm anh rồi. 1, 2, 3. Mát lắm các bạn ơi. Anh ơi, chính là cái câu chuyện này của anh em mình ấy rất là rộng nha. Hai người ngồi mà vẫn vừa luôn ấy. Vừa rộng vừa khỏe vừa bền luôn các bạn ạ. Cứng rồi, cứng không lo bị đổ đâu. Quân Hiệp ơi, anh đổ trọng bóng này từ trên này xuống trên này, em lấy được bao nhiêu quả nhá. Nào. Nào, đỡ thế này, được chưa? Được rồi. Ok. Em đỡ được rồi. Nào, đỡ rồi. Ôi, các bạn ơi. Chơi từ nãy giờ mà vẫn chưa chán các bạn ạ. Về lắm các bạn ơi. Vừa được trượt vừa được tắm luôn. Súng nước à anh có đợi ơi.
Đây là khẩu súng nữa. Qua đây này, đâu ở đó? Quay súng ơi, bảo ra các bạn ơi. Anh ra rồi. Anh cứu đỏ. Chiếc cầu trượt này của mình đẹp ấy thì đừng tiếc cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Và video bây giờ của chúng mình ấy khá là dài rồi.